Ngày 25 tháng 1, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Sa Thầy đã trang nghiêm tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2023 và trình bày phương hướng của hoạt động năm 2024 tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, chùa Khánh Sơn, tỉnh Kon Tum. Chứng minh tại hội nghị có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban tăng sự Trung ương, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum. Đại Đức Thích Nhuận Pháp Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Con Tum, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Huyện Sa Thầy, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Huyện Sa Thầy. Về phía chính quyền tham dự có ông Vũ Quang Dũng, Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Con Tum, cùng đại diện chính quyền sở tại, quý Phật tử cùng về tham dự chung. Năm 2023 là năm đầu trong nhiệm kỳ 1 của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Huyện và đạt được nhiều kết quả nổi bật như tổ chức thành công đại lễ Phật Đảng Phật lịch 2567, lễ Vu Lan, lễ vía Đức Phật A Di Đà vân vân. Ban thường trực Ban trị sự huyện đã cử một chư tăng đi học tiến sĩ tại Ấn Độ, một chư tăng đi học tiến sĩ tại Thái Lan. Ban trị sự duy trì các thời khóa tu tập cho Phật tử tại gia theo định kỳ. Phật tử gia đình Phật tử tham gia các khóa tập huấn hội thảo hội trại, ban hoàng pháp trung ương tổ chức, phân ban gia đình Phật tử tỉnh tổ chức. Về công tác từ thiện xã hội trong nhiều năm qua, Phật giáo Sa Thầy luôn tích cực thực hiện nhiều công tác thiện nguyện và luôn hưởng ứng lời kêu gọi của giáo hội và chính quyền các cấp tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Mỗi năm với tổng số tiền vận động lên hàng tỷ đồng. Riêng năm 2023 chùa Khánh Sơn Sa Thầy đã thực hiện tổng giá trị ước tính trên 1 tỷ đồng, nguồn từ các mạnh thường quân, các phái đoàn đến từ khắp nơi. Đại diện chính quyền ông Vũ Quang Dũng gửi lời chúc mừng các thành tựu Phật giáo huyện nhà đã đạt được biểu dương các hoạt động an sinh xã hội trừ thiện nhân đạo cũng như sự kiện trong công tác tổ chức giáo hội nhằm góp ý để hoàn thiện hơn cho ban trị sự phật giáo huyện sa thầy trong năm tới Ông Vũ Quang Dũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo và triển khai về một vài vấn đề sinh hoạt tôn giáo tại địa phương. Kính nhờ Chư Tôn Đức lãnh đạo triển khai chặt chẽ vấn đề sinh hoạt của Tăng Ni, ngoại tỉnh, trở về xây dựng cơ sở tôn giáo đúng quy định. Ban đạo từ tại hội nghị Hòa Thượng Thích Quảng Xã vô cùng hoan hỷ, tán dương các thành tựu ban trị sự huyện đã đạt được. Hòa thượng tin rằng với tinh thần hòa hợp, đoàn kết Phật giáo tỉnh nhà nói chung, huyện Sa Thầy nói riêng sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Hòa thượng chúc toàn thể chư tôn đức tăng ni và lãnh đạo các cấp tham dự được nhiều sức khỏe an vui trong mùa xuân 2024 giáp thình sắp đến.